Xin chào tất cả quý ba anh chị đã quay trở lại với Kim Tuyên Hà Giang. Vâng các chú ạ, hiện tại thì em Tuyên đang có mặt ở thôn Sán Xì Lủng B. Thì đằng sau em Tuyên kia chính là gia đình của em Chứ, bé Say bị mù một bên mắt các chú nhá. Thì ngày hôm nay em Tuyên vào có thể thăm lại bé Say để xem hiện tại mắt bé có vẫn bình thường chứ hay là có bị làm sao hay không. Với lại cái quan trọng hơn nữa là nói chuyện với gia đình em Chứ. Thì như các cô chú biết là cái số tiền đi mổ mắt của em Say vẫn còn. Và như lần gần đây nhất em Tuyên có vào gia đình thì gia đình em Chứ thì có muốn xin các cô chú mạnh thường quân là muốn vay cái khoản tiền của bé Say đấy để dùng đi xây một cái bể nước. Vì như các cô chú biết ở trên này vùng núi đá và cái khu vực của gia đình em Chứ này thì rất là không có bể nước. Và mỗi lần đi sử dụng nước thì phải đi xin từng can một. Thì bây giờ gia đình cũng rất là mong là có bể nước để cho này sinh hoạt nó được sạch sẽ hơn và tốt hơn. Thì bây giờ thì coi như là cho bố mẹ vay 14 triệu này để xây bể nước và sau này bố mẹ đi làm thuê và đi làm tiết kiệm tiền vào. Nếu mà bé Say mà trong cái thời gian phát triển hơn ấy, thì con mắt này nó mà bị lỏng ra, nó bị rơi ra thì lúc đó chúng ta đi thay mắt thì gia đình bố mẹ bé Say sẽ hoàn trả cái số tiền vay của bé Say này để có thể đưa bé Say đi xuống Hà Nội để lắp mắt giả nhé. Đấy thì đấy là cái công việc của ngày hôm nay. Thì bây giờ thì em Tuyên xin mời tất cả cô chú anh chị vào thăm và nói chuyện với gia đình bé Say như nào. À, hôm nay vào thì em Tuyên chỉ có mua một túi thạch cái bé này thôi để tặng cho các bé nhà bé Say. Thì nói chung là mọi người biết là vào với gia đình bé Say thì cũng đã được khá là lâu. Cái năm năm em Tuyên với Thề với Xá vào đây thì đấy là bắt đầu những cây lanh bắt đầu mọc lên. Bây giờ thì cũng là được 1 năm rồi cô chú ạ. Đấy. Thì nói chung là cũng rất là may mắn khi được các cô chú hỗ trợ cho bé Say được đi mổ mắt, giữ lại được con mắt còn lại. Chứ không sau này sẽ hỏng đấy, để đấy các cô chú còn mà bị ảnh hưởng đấy. Mắt bên cạnh là nó cũng đã lác rồi. Bây giờ cây ngô, mọi người xem cây ngô cây cao qua đầu luôn. Đấy. Đây là cây lanh diệt vải của bà con nha cô chú nhé. Đi lên nhà rất là khó. Ngô về cao qua đầu. Hay chà. À, chỗ này có cây cà chua này tốt đấy. Đây nhà bé Say bên này. Chắc là không biết hôm nay gia đình có nhà không. Rồi xin chào. Đang làm gì đây? Nhà không nhỉ? Nhà trông con à? No, bé Say đang làm gì đây bé Say? No. Ra đây xem nào. Ra đây xem nào. Ở trong đấy nó tối quá. Chứ bạn có điện bật điện nên anh xin đi điện nào. Ở chỗ này có điện đàng hoàng lịch sự. Đấy. Có điện đây này. Chào chú chưa mẹ? Hả? Chào chú chưa? Hả? À, xem nào. À, Thề có thể soi gần lại này. Đấy mắt đợt này là vệ sinh sạch sẽ đây đúng không? Đúng không? Nhìn đây có chú. Đấy vệ sinh sạch sẽ, không có gì mắt, không có làm sao cả. Đấy. Phải như thế chứ ạ. Đấy như thế thì nó không bị ảnh hưởng gì cả, nó không bị nhiễm trùng gì cả. Thế là tốt rồi. Nhìn như mắt thật luôn đấy, ai biết được đâu, đúng không? Thì như ở trước thì không ấy thì nhìn nó sợ. Đấy. Ok rồi. Đây là con út đây à hay là cháu chứ? Con út của em đấy. Con của em trai. À con của em trai chứ đúng không? Đó. Nhà mình 4-3 người nhỉ? 5 con. Em á? Chính xác là 5 con. Ây cha, bây giờ em cho mình nhớ lâu lâu rồi chỉ để ý để bé Say thôi. Thế có 5-10 con. Đây là mẹ. Mẹ. Ra đây đây, ra đi nào. Ra đây nào. Đang nghịch cái gì đây? Hả? Sức người nghịch máy à? Mẹ có no kẹo à? No tha. No tha không mẹ? Hả? No. Mẹ ăn đâu sùng mẹ? Hả? Chỉ mù cả tơ hả mẹ? Nhưng mà là có đi học không mà không chịu nói tiếng phổ thông đấy hả mẹ? Chết rồi. Này phải học tiếng phổ thông nhá, đi học thì phải nói tiếng phổ thông nhá. Đâu rồi mẹ? Đây, ra đi. Đâu rồi, này. Nhà nhỉ? Khoanh tay vào. Cháu xin chú. Đúng rồi, mình đi mù gần tơ rồi, mình phải thế chứ. Rồi mẹ, ra đây. Ngại à? Ôi trời, có gì mà ngại, nhau nhỉ?
Khoanh tay vào. Khoanh tay vào như này chứ. Rồi, cháu xin chú. Ừ. Đấy. Đây này. À, xay thì bốc cho mẹ ăn này, cho em bé ăn này, mẹ ăn này. Đấy. Đấy. Bốc cho mẹ ăn nhé. Ôi giời. Này, xong rồi. Ốm à? Thế gầy quá nhỉ. Rồi con em thế em út đâu rồi? Đi bà ngoại. Đi bà ngoại. Ừ. Ốm thế bố mẹ đâu hết rồi? Để cho bố mẹ đi qua vậy hết rồi, để cho bé trông, để xây trông. À, mới gửi à? Ừ. Đây này, xong bé xây cất cái này đi. Cất cái này đi mà cho cả mẹ ăn. Cho ăn ít thôi. Mỗi lúc ăn một tí thôi. Chứ không phải là mua túi này ngồi ăn một phát vèo hết luôn đâu. Sáng cho 2-3 cái, chiều cho 2-3 cái rồi ngày mai ăn tiếp chứ. Đúng không? Ừ. Đấy. Ăn đi. Sợ mình đâu chứ đây ngồi. Anh thì cái mic của anh nó đang hỏng. Anh lại không có hai mic nên là ngồi em ngồi xa quá thì lại không nghe gì. Đấy thì nói chung là bây giờ cái thời điểm này là vào thấy nhìn mắt của bé say rất là tuyệt vời đấy. Nói chung là ổn định các cô chú ạ. Như mọi người thấy thì hiện tại hôm nay đợt thời điểm này là mùa mưa, có nước rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ, nhìn mặt nó sáng sủa khác hẳn luôn đúng không? Đúng rồi, mùa này có nước rửa. Ừ, đấy. Như này thì cũng không phải lo bị nhiễm trùng cái gì cả, rất là ổn định. Đấy thì bây giờ là mắt ổn định rồi, ok rồi. Thế bây giờ thì như hôm trước anh có vào ấy, thì các cũng có ý kiến của gia đình là muốn xin, muốn vay. Nói thẳng là vay đúng không? Đúng rồi. Vay cái số tiền của bé say để xây dựng cái bể nước. Thì các cô chú cũng đồng ý. Vì bây giờ tiền cũng để đấy thì anh thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Đấy thì bây giờ thì em các cô chú đồng ý cho hai vợ chồng vay cái số tiền của bé say này là 14 triệu này để xây bể nước. Thì nhưng mà các cô chú cũng bảo là bây giờ là vay nhá, không phải cho nhá. Vì cái tiền này là các cô chú muốn tặng cho bé say để sau này bé tầm 18 tuổi, 20 tuổi lớn rồi thì bé cũng thay cái mắt đi đẹp đẽ như này. Thì lúc đấy còn lấy được chồng. Chứ lúc đấy em mà không có lắp mắt vào thì nhìn một mắt không có thì người ta xấu, có thể là lại khó lấy chồng. Đúng không? Đấy, thì các cô chú muốn là tạo điều kiện để cho bé say sau này còn có cái nguồn kinh phí đấy đi xuống Hà Nội lắp mắt giả vào. Chứ sau này bọn em lại không có thì bọn em bảo là hết tiền rồi, bọn em không có thì để con cứ một mình một cái mắt như kia thì người ta nhìn xấu, người ta sợ, người ta lại không dám lấy. Đúng không? Thiệt thòi cho con mình chứ không cho ai đâu. Nên là các cô chú bảo là bây giờ nói thẳng với em là vay cái số tiền này, sau này bé say đi cần cái số tiền đi lắp mắt giả thì bố mẹ phải có trách nhiệm hoàn trả tiền này cho bé say. Và lúc đó là có thể là anh đưa đi hoặc là em tự đi thì em tự đưa đi lắp mắt vào thì ok. Đấy. Thì chứ phải có thay cho bé đàng hoàng, chứ không bảo là lấy tiền đi sau này lại không có tiền để lắp mắt giả cho bé thì không được. Đúng rồi. Nhá. Các cô chú đồng ý nhá. Đấy, các cô chú đồng ý để lắp cái xây sửa cái bể này cho em để kiếm nước nôi trong cái mùa mưa này. Chứ đợt này cũng thấy là mùa mưa tới rồi mà không có bể nước hứa thì cũng khó. Mà đợt anh vào nhà anh bây giờ anh mới để ý là đúng trong nhà em không có một cái téc nước gì cả. Nhá. Thì có mỗi cái này chưa? Có mỗi cái thùng bé này chưa? Cái thùng bé kia, cái vòi kia ở đâu về đây? Thầy có đứng dậy soi cho cô chú xem. Cái vòi kia ở đâu về đây? Đấy, thì cả nhà chỉ dùng một cái thùng bé tí này thôi. Cái này được 10 lít chứ mấy? Hai thùng 50 cân là 50 lít. Hai thùng là 100 lít. Thế thôi. Thế này thì vệ sinh, ví dụ anh cho anh hỏi vệ sinh tắm giặt thì như nào? Vệ sinh tắm giặt thì đi chỗ khác lấy nó tắm giặt thôi, còn cuối này thì để uống. Để uống, để ăn cơm nhà. Còn đi tắm giặt thì ra chỗ cái bể bên này á? Đúng rồi. Bể bên này là của người ta cho không? Người ta cho thì bên này mùa này cho người ta xì thì mới được. Mùa nếu mà mùa khô thì không được. Không được. Mùa khô thì mình mà dùng thì họ cũng hết đúng không? Họ cũng cho. Muốn thì họ không cho. Cái kia là cái nương đất của người ta tự làm đúng không? Đúng rồi. Thế đâu đi ra ngoài này. Thế thì hôm trước thì đã hỏi thăm thợ thuyền như nào chưa? Bảo hôm trước đấy thì đã hỏi thăm thợ thuyền muốn làm bể như nào chưa? Thế nếu mà mình làm giữa này thì là cả ốp đắp và to thì mất nhiều vật liệu thì lấy hơn 10-15 triệu họ làm được đấy.
Cái này là họ tự khoan à? Họ khoan đá cho mình xong rồi mình mua vật liệu cho họ hay là họ em khoán luôn cho họ? Khoán luôn cho họ, cho họ làm từ A đến Z luôn. Họ mua tất vật liệu cả sắt, nhưng phải có sắt nhá. Chứ không có sắt, không có thép sau này thề không? Làm cái bể sau này là nó chứa nước lâu ngày nó bục đấy. Đúng rồi. Ừ. Làm thế được, nhưng mà người ta làm bể bao nhiêu khối? Nên đôi thì 3 khối. Thế thôi á? Ừ. Sao bé thế? 3 khối thừa. Không, nếu 3 khối như thế thì bể mà có 3 khối thì em mua luôn téc cho anh. 3 khối. Bây giờ anh tưởng em xây định như nào mà 3 khối được có hơn 1 mét rộng này chứ? Không phải 3 khối, 3 mét, không phải 3 khối mét. À, 3 mét chứ gì? 3 mét. Anh tưởng bảo 3 khối nước. 3 khối nước thì bé như thế không bỏ công xây đúng không thế? 3 mét thì thoải mái. 3 là 9. Cao nữa. Đấy, thì nó rơi vào tầm 9-10 khối thì còn được. Chứ em bảo là xây có 3 khối thì có nghĩa là xây vòng từ đây ra đây. Đến đâu? Từ đâu? Đã bảo họ chưa? Bảo rồi. Họ xây từ đâu đến đâu? Từ đây đến đây. Chân chỗ ngoài mép này gì? Xong ra đến chỗ đằng cây bí kia gì? Vuông như này gì? Thế bể này thoải mái được chục khối. Xong nó khoan hết cái đá này ra gì đúng không? Ừ. Thế còn được chứ em bảo là tự nhiên anh bảo là nghe 3 khối nước thì 3 khối nước thì em mua luôn téc cho anh vừa nhanh vừa không mất tiền. 3 khối nước thì mua cái téc kia thì rơi vào tầm cái téc 2 khối thì nó rơi vào là 4,5 triệu thì phải. Thế thì téc 3 khối thì không có đâu, chỉ có téc 2 khối với téc to hơn thôi. Thì đấy rơi vào tầm 5 triệu thôi, đặt phát là có luôn rồi. Chứ còn xây cái bể mà đã xây bể mà có 3 khối thì tốt nhất là không xây. Xây nó không bỏ công. Thế là 15 triệu chứ. Còn từ tiền tiệu 15 triệu thì khoán tất cho họ. Khoán tất, ví dụ như bột đá các thứ mình có rồi thì mình bột đá thì có thì trừ tiền đi hay như nào? Có trừ tiền đi không? Không trừ. Thế bột đá thì họ tự lấy hay như nào? Mình có thì mình cứ cho là họ là, nếu mà là không đủ thì họ khác mua. Đủ thì thôi. Nhưng mà thế bột đá mình có rồi thì họ phải trừ đi chứ, ví dụ tầm 15 triệu là họ lo từ cả bột đá với sắt thép này. 15 triệu thì không trừ tiền bột đá. Bây giờ có 15 triệu là như em đang khoán là cả công xây dựng này, cả vật liệu này. Thế là từ đầu vật liệu của em có bột đá đúng không? Thế bây giờ như nhà mình có bột đá rồi thì mình phải trừ tiền bột đá của mình đi chứ. Là có bột đá thì mình lấy họ lấy 15 triệu, nếu mà không có bột đá thì lấy cao hơn gì? Lấy cao hơn. À. Thì chỗ này là chỗ này ít nhất là mua gạch thì họ tự vận chuyển vào thôi. Đúng rồi. Thì ok rồi gì? Chỗ này dễ đúng không thầy? Chỗ này dễ như kiểu các cô chú xem đường bên kia thì đi vác gạch, vác xi này với vận chuyển bột đá, sắt thép mà quá đơn giản, xe ô tô hạ phát xuống là đến rồi. Đấy, thế này thôi ok, thế thì bây giờ thì các cô chú sẽ đồng ý cho vay nhá. Thì bây giờ thì ngày hôm nay thì anh lại vào anh lại không cầm đủ 15 triệu đây rồi. Thì cái này thì em cứ bảo thợ vào làm đi. Không, cái này thì bao giờ em làm thì em mới gọi cho anh. Nếu mà em gọi cho anh để anh gọi cho anh tháng trợ vật liệu vào thì anh sẽ đưa tiền sau trong tháng. Em thì không cần tiền đây. Tiền thì anh cũng cần đấy. Tức là em cũng mua vật liệu cho anh Thắng gì? Ok. Thì họ, thế thì bảo họ ra mua vật liệu. Cứ tiến hành sớm đi. Mùa này đang mùa mưa rồi. Mưa mà nhưng mà ngô là đang lớn rồi. Hỏng ngô thì chỉ ngô người ta chịu này và phạt mình bắt. Thì chỗ nương ngoài kia là nương của ai? Nương của họ rồi. Nương họ. Nhưng mà mình đi vào ảnh hưởng gì đâu? Đâu? Xe nó quay đầu á? Không, người ta sẽ quay đầu, người ta sẽ tính kiểu khác chứ. Không sợ đâu, bảo bây giờ xe họ cho hạ gạch ở đấy thì họ tự đi xuống mèo qua quay đầu mà. Hả? À, không thì họ xuống đường. Đấy thì họ quay được thì họ tự quay chứ họ không thể nhẫm vào ngô được. Chứ bây giờ xây đi, bây giờ em đợi hết mùa ngô này thì đợi 3-4 tháng nữa.
Chỗ này thì ngô ngô nhà mình đây đúng không? Ngô nhà mình chỗ này thì bỏ thôi. Nhà mình thì bỏ. Bỏ cũng được thôi chứ. Cái quan trọng nhất là bây giờ em xây em có nước, em còn ngâm bể nước. Sau này em xây xong mà không ngâm bể nước á, ăn luôn cái nước đấy là nước đấy toàn xi. Đúng không? Đúng rồi. Nước đấy có thể cho gà qué các thứ để uống được, nhưng mà người mà ăn vào em biết nước toàn xi măng ấy nó mùi mà còn bị độc hại. Đúng rồi. Bây giờ thì chỗ kia thì anh tưởng là chỗ kia không xe nó không vào đâu. Mình hạ gạch thì lúc ấy thợ nó khoán thì nó tự bê vào đây chứ đúng không? Ừ. Họ bê vào đây này, bê vào chỗ có để cái đây này, chỗ sân của mình rộng đây này. À, mình chỉ có gạch này, có sắt này, có xi măng thôi. Còn bột đá là của em bên này rồi. Thì chỗ kia là cho thợ nó tự đi vào thôi, thì gia đình mình vận chuyển vật liệu cho họ hay là thợ tự vận chuyển? Các cùng chịu. Cùng chuyển, thế thì mình cùng chuyển thì mình cùng bác thợ bảo làm cẩn thận. Ngô không phải của nhà mình thì đi nhẫm cẩn thận vào. Chứ bây giờ xây luôn đi, còn em đợi, chả lẽ em định đợi hết mùa mưa xong em mới xây bể à? Thế đợi hết mùa mưa xong xây bể thì em hứng cái gì? Thế lúc em xây bể xong thì em để đựng không khí à? Thì nó để như thế nó còn vỡ bể ra. Xây bể xong rồi mình còn cho nước vào mình ngâm cái bể cho sạch sẽ, xong rồi cho một hai cây chuối vào để rửa hết cái xi măng của nó đi. Xong lúc đó mình mới sử dụng nước ăn. Chứ không phải là xây xong bọn em là cứ đổ nước vào xong là sử dụng nước ăn luôn, như thế là độc hại nha thầy nhá. Em thề chưa biết thôi. Chứ nếu mà bọn em mà cứ xây xong phát đổ nước ăn vào, nấu cơm em biết ngay. Xây xong thì mình phải rửa 2-3 lần mới ăn được. Em phải ngâm. Ngâm thế em chặt cho anh những cái cây chuối kìa. Cho 2-3 cây chuối em vứt vào. Ngâm đôi tháng ấy, một đến 2 tuần. Xong rồi cọ rửa đi. Xong ngâm tiếp. Đấy mùa mưa mình có nước mà. Đấy chỗ này thì đây này. Chỗ này nhá. Chỗ này thì mình phá đi, bảo họ đến làm đi, phá đi được. Đất nhà mình thì có mất một ít ngô, làm đi. Tiếc gì mấy gốc này đâu. Biết là cũng tiếc nhưng mà thôi. Chỗ kia có gốc đào thì tiếc mỗi gốc đào thôi. Đào gốc đào đi trồng chỗ khác. Đào đấy thì bổ đi được mà. Không. Đào cái gốc đào đấy đi trồng chỗ khác cho nó đẹp. Sau này còn có quả với lại là Tết có hoa. Em không đào, em không trồng thì em đào cho anh. Anh xin cây đấy về anh trồng. Sống lên đường. Em đào sâu xuống, em đào không cắt gốc của nó. Cái đào này là đào, đây này cô chú này, em Tuyên trèo xuống nhá để cho thầy xem. Cái đào này đào này là đào của đào trên Mèo Vạc mình, đào của giống của mình đúng không? Thế tại sao mà cái cây đào này to như này mà không trồng được á? Bọn em đào nhưng mà em đừng có chặt. Phải giữ cái gốc của nó. Đây này, đâu thề có thể đưa máy cho anh. Phí thế cái cây đào này mà bảo không trồng. Mấy ông đúng là đây này. Em Tuyên để ý tiếc mỗi cái cây đào này thôi. Đấy. Cái cây đào này nhá. Đào lên đào giữ cả cái gốc của nó thề không? Có nghĩa là em đào em không phải chặt mà em phải giữ cả cái gốc của nó nữa. Chứ hiểu đúng không? Đào như kiểu một cái xô tròn tròn ấy thì nó có cả đất cả gốc ở đấy thì nó không bao giờ chết được. Trồng lại bình thường. Cây đào này bây giờ người ta đang đi mua khó bỏ sư đi, mấy ông đi chặt đi phí lắm đấy. Chỗ này làm đi, chỗ này phá đi cho nền đá đây thoải mái rồi. Hả? Có lên. Hả? Lên không? Thế mà em vừa bảo không lên. Đây là cây đào gì nữa? Đây chẳng cây đào cái gì nữa. Đấy, thế bọn đào cứ giữ lại cây giống này, có nhiều người các cô chú còn thích lắm. Vì mọi người rất thích cái giống đào trên vùng cao này. Đào lông này. Đấy, ok. Thôi đồng ý. Cây này là cái gì đấy? Cây thuốc à? Đấy, cây, nói chung là mình không xây đến đây, xây đến đoạn này thôi đúng không? Đấy, xong xây như thế, láng cái mặt bằng cái này luôn. Bằng cái này luôn thì làm một cái sân chơi luôn. Đấy, rộng quá, phơi ngô, phơi ngủng, thoải mái luôn. Tội gì mà không làm. Làm đi. Làm sớm đi mà lấy nước mà rửa. Ây da!
Không có tiền càng to càng tốt. To quá nhưng mà to quá thì phải có răng đấy nhá. Em không phải là to quá là tốt đâu, to quá em phải có sắt. Phải có ít nhất có hai cái lượt dầm sắt đi quanh cái bể. Em mà xây to em xây nguyên gạch nhá, sau này nó vỡ bể đấy. Chứ không phải đơn giản đâu. Nó vỡ bể đấy. Rồi sao nào, thế độ này ăn Tết xong lợn gà như nào? Lợn kia đây, lợn đẻ chưa? Chưa, nhìn rất là to cô chú kìa. Trong này, đợt này chứ lại có hai con chó cả. Đây có một con này cô chú này, nên là trong kia lại một con nữa. Đó. Con lợn kia nhìn bụng to kia sắp đẻ rồi đúng không? Đang lót vải kìa. Lót cỏ. Gà thì vẫn có đây cô chú ạ. Chó nhiều quá nên thôi không vào. Đấy. Chó cắn đấy. Đấy, gà rất là to cô chú ơi. Gà vịt ngan ngỗng, trong nhà cũng có mấy đàn con nữa. Bà con này không ăn trứng nên được có gà qué này là tốt đấy. Đấy, đấy đi. Đấy thì hôm nay anh vào thông báo rồi thì cứ thông báo lại cho các bác thợ. Đấy, xong rồi em thích tự vật liệu thì gọi điện chỗ anh Thắng hay gọi điện chỗ ai cũng được. Đấy, thì bao giờ anh sẽ trả tiền. Đấy, thì anh hay có chỗ anh Thắng thì anh quen, anh hay gọi mà. Đấy, thì gọi vào xong rồi bao giờ cha cầm trả tiền xong cũng được. Đấy, thì anh tưởng là đội thợ khoán cho đội thợ thì mình không phải gọi thế. Thế là mình gọi cho đội thợ à? Nếu mà mình khóa cho thợ là thì không thể gọi cái đường mà gọi anh bao giờ nó làm được thì nó muốn dạo tiền vào điện thì em gọi cho anh mang tiền cho hộ được. Thế tùy nó chứ, kể cả mình gọi hộ cũng được, chả quan trọng đâu mà. Mình gọi hộ, ví dụ gọi 1.000 gạch hoặc là chắc không đến 1.000 gạch đâu nhỉ? Không đến đâu. 400 đến 500. 500 đủ. 500. Sắt, thép nữa, xi măng nữa, làm một chuyến luôn đấy. Đấy. Thế em cứ về gọi điện cho bác thợ tính toán cho họ làm mặt bằng này đi, đúng không? Họ phải khoan đá lại phải mất một ngày, 1 đến 2 ngày. Chỗ này thì em khoa sắp xong rồi, còn tí. Không, chỗ này cậy xuống như đá này này. Khoa xong rồi có chỗ cậy ra. Chưa cậy á? Anh nhìn thế này làm gì đã khoan xong rồi á? Khoan hết rồi. Nhưng mà đá này cũng được ấy, phải khoan hết đi chứ. Lấy đá này ra làm nền luôn, làm đáy bể luôn, cho nó chắc chắn luôn. Ông chủ thề đang nhìn đấy. Sao thế nào thề? Khoa hết rồi. Khoa hết à? Chưa cậy rồi, hay phết nhỉ. Đấy. Đấy, cứ bàn bạc với bác thợ đi. Xong rồi gọi bao nhiêu, thích gọi gạch bao nhiêu xi thì không gọi được thì bảo anh gọi cho. Xong rồi gọi cho xong mang vào đây xong mà làm việc làm đi, xây luôn đi. Cái mùa mưa này, đợt tới là mùa mưa này có nước tội gì mà không ấy, xây xong lại không có nước thì đi múc ở đâu về. Bây giờ đi mua từng can một à để ngâm bể nước à mà chết. Thôi thì gọi thợ đi mà làm, các cô chú đã tạo điều kiện cho rồi thì mình làm đi, chứ không lúc đấy đổi ý lại không làm được đâu. Đấy, coi như là cho vay. Thế thời điểm này năm nay có định đi làm đâu không? Không, em xuống ngoài đi thiết thì phụ phóng thuê. À, thế thời điểm năm nay là ở nhà phụ đi thầy cúng, không đi làm thuê ở đâu nữa. Thế lương lậu ổn không? Không. Đi phụ thầy cúng phải có lương chứ. Ít thôi. Không có lương thì sao mà trang trải được gia đình đúng không thầy? Bây giờ xây bể nước rồi ở nhà thì nếu mà phụ thầy cúng thì tăng cường thêm nuôi thêm con gà, con qué, con ngan, con lợn. Vì mình có nước rồi đúng không? Chứ không ở nhà không thêm chăn nuôi thêm con gì thì phụ thuộc vào mấy cái sào ngô như này thì không có tiền đâu. Chưa? Đúng không? Chứ em đợt trước em đi làm thuê thì em có tiền, chứ bây giờ mà không đi làm thì ở nhà phụ việc không có chăn nuôi thêm thì khó đấy. Ở đây lại không nuôi được dê. Khổ. Chỗ này không được thả dê thế ạ. Không có chỗ để thả dê. Dê mới là cái lãi, nhưng mà không có chỗ thả dê, không nuôi bò được cũng khổ. Nuôi dê thì phải đi cắt cỏ về thì khổ hơn. Không được, nuôi dê phải thả cơ.
thì mình béo, chứ còn bảo nuôi dê mà cắt cỏ về thì cũng không ăn. Ừ. Thề là kinh nghiệm nuôi dê rồi. Cứ thế, cứ tình hình thế nhá. Thế vợ, vợ hôm nay đang đi đâu mà không thấy? Làm nương à? Ừ. Thế tôi ở nhà đi, hỏi bác thợ đi, tiến hành đi, xong rồi alo anh nhá. Vì không thì cuối tháng này anh không có nhà đâu đấy. Bao giờ làm thì làm trong tháng đi, à trong trong sang tuần làm cũng được. Vì xong cuối tháng này là anh đi bận mất mấy ngày đấy. Nó gọi điện, nó đòi tiền anh cũng chịu ấy. Nhá. Cứ hỏi bác thợ đi nhá. Ok. Đấy. Con chú này ở nhà còn chơi chim này, con chú này đấy. Phạm My này. Thầy biết chơi chim không thầy? Sao? Con này có thuần không? Con này cũng sợ đúng không? À. Mổ con này chim chọi à? Hay già ác đấy nhỉ? Đấy, này, các chú xem này, nó chọi đấy. Vừa hót vừa chọi chứ đúng không? Có thấy có hay mang đi chọi không? Không, không có. Ừ, không đi chơi à? Thế thôi. Thôi chào các bé một câu, đi về. Đấy rồi, ăn từ nãy loay hoay hết chưa? Tà chưa, say? Tà rồi. Ôi giời ơi, bảo ăn để dành ngày mai ăn nữa mà ăn tà rồi. Hai ông này ăn ác à? À, cái gì đây? Cái gì đây? Chú ơi, cái này này, tập đoàn Toko này sao chia sẻ yêu thương? À, tặng cái gì đấy? Tặng quà như kiểu gạo ghiếc mà muối mì chính đấy. Xong họ dán vào đây gì? Anh cứ tưởng tặng cái gì nó phải có biển như thế chứ. Thế là họ tặng nguyên quà kiểu là nấu ăn uống mì tôm một thứ gì. Cứ tưởng tặng tét nước. Vì không thấy đây, tập đoàn mà. Quần này thì nhà nào cũng có hết. À nhà nào cũng có gì. Đó, thế tốt, thỉnh thoảng được quà hỗ trợ tốt, giúp đỡ mình. Thôi nhá. Chơi đi. Rồi chào bé xe nhá. Ở nhà vệ sinh mặt mặt mũi sạch sẽ nhá. Bạo hơn rồi cô chú ạ. Thôi anh đi đây nhá. Rồi thôi. Cứ thế nhá, cứ tiến hành rồi gọi alo anh. Ok. Ngô thì cao rồi cô chú ạ. Mùa này mùa mưa thì em cũng khuyến khích là cho em chú xây bể nước đi, ngâm bể nước nữa cô chú. Thì thôi thì em Tuyên cũng xin phép được tạm dừng người đây thôi. Thì cũng mong tất cả cô chú anh chị tạo điều kiện cho em chứ, để em chứ vay cái số tiền của bé say để xây dựng cái bể nước này. Thì mấy nữa em Tuyên sẽ vào ghi hình quay bể nước và bàn giao tiền. Thế là cũng đã kết thúc cái hạng mục là hỗ trợ của bé say nhá. Và em Tuyên đã bàn giao hết số tiền cho gia đình rồi. Đấy thì một lần nữa cảm ơn tới tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã luôn luôn đồng hành kênh Tuyên Hà Giang và đồng hành cùng gia đình em chứ để giúp cho bé say có được con mắt rất là tuyệt vời. Đấy thì khi có con mắt giả vào thì con mắt kia nó có thể nhanh nhẹn hơn. Và bây giờ con mắt giả vào nhìn nó mổ đi rồi thì nó đỡ sợ hơn như cái thời gian đầu gặp cô chú ạ. Đấy cũng rất là may. Chứ không mổ thì bây giờ con mắt kia nó ảnh hưởng đến con mắt cũ ấy. Thì nó có thể là mất đi hết ánh sáng đấy. Cũng giống như trường hợp bé Xính đấy. Bé Xính là bị bẩm sinh, còn đây là bé say là bị do tai nạn lao động. Đấy thì lao động rồi đấy là đi học bị ngã hay sao ấy, xong rồi gia đình cũng không đi khám thì cũng rất là thương, đã không cứu chữa kịp thời để giữ được con mắt lại, nhưng mà ít nhất bây giờ còn được một con mắt còn lại nhá. Đấy là may quá có các cô chú ấy, anh chị đấy, nếu không có các cô chú anh chị thì không biết như thế nào. Còn bây giờ thì em Tuyên xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Em Tuyên xin chào mọi người ạ.